Cơ hội dành cho cao thủ áo trắng. Nguy hiểm, dứt điểm ngay. Một cú dứt điểm rất nhanh, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác. Tốc độ của Lê Tân. Lê Tân là một cầu thủ chạy cánh rất tốt. Nguy hiểm, cú dứt điểm ngay. Đưa bóng đi hơi cao. Cơ hội dành cho H2T. Tốc độ của H2T. Huỳnh Hữu Thạch vẫn luôn là một cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt. Qua người rồi, cơ hội Minh Nguyên không được. Rất đáng tiếc cho cao thủ bên phía sau mình. Đang đứng trước bóng là Thức Bảy Lệ. Rất tốt. Phá qua người. Cơ hội dành cho cao thủ sau mình, đưa bóng vào. Vẫn còn cơ hội. Vào. 1-0. 1-0 dành cho cao thủ bên phía sau mình FC. Và đó là Cường Zera. Một pha ra chân cực kỳ đẹp mắt của Cường Zera. Tình huống mà số 13 của Saing FC đã có một pha đưa bóng vào. Và hậu vệ bên phía Sakovic phá bóng ra đúng tâm trần của Cường Zera. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống mở tỷ số của Cường Zera. Một pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt. Có thể có được những pha phối hợp thực sự tốt ở những tình huống chuyền bóng cuối cùng, họ vẫn chưa thể đánh bại được cao thủ phòng ngự bên phía sau hình. Và đây là một cơ hội. Bóng đến chân của Lê Tân. Lê Tân. Trọng tài đã cắt còi và sẽ có quả đá phạt. Như vậy là sẽ có tình huống 11m. Một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía sau hình FC. Cơ hội dứt điểm rất lạnh lùng. Tỷ số được quân bình 1-1. Người vừa ghi bàn đó là số 14 Xuân Phong. Trên chấm 11m thì không có lý do gì để Xuân Phong có thể từ chối bàn thắng. Đường lên dành cho thủ thành bên phía sau hình FC. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho cao thủ bên phía Sài Gòn Bít. Sai lầm của cao thủ bên phía sau hình. Và tỷ số đã được nâng lên thành 2-1. Ở những phút đầu sau hình thi đấu có phần bùng nổ, tuy nhiên trong những phút vừa qua họ đã đánh mất thế trận. Cơ hội nguy hiểm. Và như vậy là lưới của Sài Gòn Bít đã sung lên. Một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta cùng chờ đợi xem người ghi bàn cho cao thủ bên phía sau hình, đó là Minh Tài. Minh Tài đã có một pha xử lý kỹ thuật tăng bóng qua đầu thủ thành bên phía Sakovic. Tỷ số được quân bình 2-2 chỉ sau chưa đầy một phút khi mà cao thủ Sakovic có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Một đường truyền sai địa chỉ. Cơ hội dành cho cao thủ sau hình. Nguy hiểm. Vào. Đó là tình huống mang vào của Huỳnh Hữu Thạch. Một đường truyền rất tốt. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận đấu này. Tỷ số được nâng lên thành 3-2 dành cho cao thủ sau nhắc xỉ với bàn thắng của Huỳnh Hữu Thạch. Bên phía Sài Gòn Bít thì Xuân Phong đã ghi bàn trên chấm 11m. Và sau đó là tình huống chớp thời cơ tốt, nguy hiểm. Và như vậy là lưới của cao thủ sau hình một lần nữa lại sung lên. Bàn thắng đến từ rất sớm. Số 28 Quang Dũng đã có một pha thoát xuống rất nhanh. Một tình huống phá bóng không thành công của hàng thủ bên phía sau hình nhắc gì. Và ngay lập tức thì Quang Dũng đã dứt điểm đánh bại thủ thành Tấn Phát. Hoàn toàn không có cơ hội cho Tấn Phát ở trong pha bóng vừa rồi. Đưa bóng vào. Đường chuyền vào nguy hiểm.
Đường chuyền vào ở tầm thấp, tuy rồi thì đường chuyền mở bóng để Cường Gia Ra có thể di chuyển. Cơ hội dành cho cao thủ bên phía sau hình tốc độ của Cường Gia Ra. Phía trong đang là Phú Nguyễn, Cường Gia Ra. Cường Gia Ra có khoảng trống để Cường Gia Ra có thể xuất điểm. Góc sút đá bị che lại bởi các cầu thủ của Sagobit. Và mở bóng dành cho Tuấn Milano. Thiện Ramos. Đường chuyển hướng rất tốt dành cho Minh Nguyên. Đỡ vào không, đó là một tình huống chủ động dứt điểm ngay. Còn bây giờ là câu trả lời của cao thủ bên phía Sagobit. Hai đội vẫn đang tạo ra một thế trận đôi công với những tình huống ăn miếng trả miếng. Và xử lý rất khéo. Vẫn còn. Đã có tình huống việt vị rồi. Một tình huống việt vị rất rõ ràng. Cơ hội cho cao thủ áo vàng. Không được, và không chế bóng không thành công của Xuân Phong. Cơ hội dành cho cao thủ áo vàng, có khoảng trống, không vào, vẫn còn, vẫn không vào. Một tình huống can thiệp rất kịp thời. Sự xuất sắc của thủ thành Tấn Phát và sự chắc chắn của Tuấn Milano có đủ để cho các chân sút của Sagovic có thể tung ra một tình huống dứt điểm ngay. Cơ hội. Không có gì nguy hiểm đối với thủ thành Tấn Phát. Thủ thành của sau hình FC vừa rồi đã có một pha đầy bóng. Cơ hội dành cho cao thủ sau hình. Khoảng trống dứt điểm. Và đó lại là Huỳnh Hữu Thạch. Một pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt của Huỳnh Hữu Thạch. Cái cách mà cao thủ sau hình FC họ mang đến bàn thắng là một những tình huống phối hợp đẹp mắt. Ở tình huống mở tỷ số của trận đấu cũng là xuất phát từ bên hành lang cánh phải. Một tình huống căng ngang, bóng đập vào hậu vệ áo vàng và đến với vị trí cực kỳ thuận lợi của Cường Gia Ra. Còn lần này là bóng lại đến thẳng vị trí của Hữu Thạch. Và với một cự ly ưng ý như vừa rồi thì sát thủ san bàn của sao hình Huỳnh Hữu Thạch lại một lần nữa lên tiếng để mang về bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên thì hàng thủ của Sagovic vừa rồi đã chơi tốt. Bóng đã chạm tay của cầu thủ áo vàng. Chúng ta cùng chờ đợi vào những phương án đá phạt. Ký Torres. Không, như vậy là Thiện Ra Bất dứt điểm ngay. Và bàn thắng đẹp mắt của Thiện Ra Bất. Hoàn toàn không có cơ hội cho thủ thành Quang Sơn ở trong pha bóng vừa rồi. Một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. Và nó mang dáng dấp của một siêu sao. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phương đá phạt của cao thủ bên phía sau hình. Thiện Ra Bất đá nhẹ nhàng đưa bóng vượt qua hàng rào và vượt qua sự kiểm soát của thủ thành Quang Sơn để mang về bàn thắng thứ 5 cho cao thủ sau hình FC. Và cách biệt bây giờ đã được nới rộng thành 2 bàn. Khi đưa bóng vào, nguy hiểm, không được cho cao thủ bên phía Sagovic. Nguy hiểm. Và như vậy là lưới của Tấn Văn đã rung lên. Lưới của Tấn Văn đã rung lên và đó là bàn thắng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ là bàn thắng của số 28 Quang Dung. Dường như là như vậy. Tỷ số chung cuộc là 5-4. Một màn rượt đuổi tỷ số và cao thủ sao hình họ đã trả được món nợ. Và đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của Gión Sân Cỏ cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.